Xin chào cả nhà nhé. Hôm nay là được ngày nghỉ chủ nhật ở nhà. Mình lại tiến hành thay chậu cho cái cây hoa hồng. Cây này mình cũng chưa biết tên nó là hoa gì. Hoa rất là to và nhiều hoa và rất là bền, đẹp. Đấy, nó ở cái chậu bé quá. Thế nên hôm nay mình sẽ thay cái chậu mới. Chậu nó to hơn, rộng hơn để cái cây nó phát triển được. Ở cái chậu bé kia mà thấy cái cây nó cũng rất là to rồi. Đấy, mình quay sát lại cái cây hoa cho các bạn xem này. Thấy chưa? Đấy, bông này. Nay mình thay đất, thay chậu cái cây hoa hồng là nó đang có hoa nhá. Đang có hoa và có lộc. Nhưng vẫn không làm được, không sao cả. Đấy. Cánh rất là đẹp, màu cũng rất là đẹp luôn. Đây các bạn ơi. Bông rất to nhá. Bông này bằng cái bát ăn cơm, bằng cái bát bé. Ở đây là cái mầm nó đây. Thấy chưa? Bông đẹp chưa? Mình sẽ tiến hành là thay chậu, thêm đất và thay chậu cái cây hoa hồng này mà làm cho nó không ảnh hưởng một tí nào nhé các bạn nhé. Và nó vẫn nguyên bản, không có một cái sự thay đổi ảnh hưởng gì cả. Đấy, cho nên là không sợ hỏng cây, chột cây gì cả. Đấy, cách mình làm thì rất đơn giản thôi. Cách làm rất đơn giản. Đây các bạn xem này. Thứ nhất là cái chậu cây nhá. Chậu cây của nó nguyên bản đây. Đấy. Chậu cây nguyên bản này. Đấy. Đấy, tiếp đến mình thay một cái chậu nó to gấp 3 lần đây. Cái chậu này to gấp 3 lần. Thì cái bước đầu tiên là mình chuẩn bị đấy là xỉ than. Xỉ than nhá, thì san đây mình lót xỉ than mình lót xuống đít chậu nhá. Đấy. Lót đít chậu chắc cái chỗ này nó phải 5 phân đấy. Để cho nó thoát nước các bạn ạ. Thoát nước thì cây nó mới sẽ tốt được. Thực ra là nếu mà có nhiều xỉ than thì các bạn sẽ trộn lẫn đất để trồng. Như ở đây mình không có, đi kiếm mãi mới được mấy cục. Thì chỉ lót đít chậu thôi. Thì cái tiếp theo là chuẩn bị cái đất. Các bạn làm cây nhà vườn thì họ nói là giá thể, giá thiết các thứ. Mình cứ nói toẹt luôn là đất. Cái của mình đấy, đây cũng có đất thịt nhé. Đất thịt, thịt và những cái phân gà và xỉ than. Cái xỉ than này là xỉ than đất nung các bạn ạ. Tức là ngoài vườn mình đốt rác ấy. Mình đốt rác thì cái đất nó bị đốt. Đất nó bị đốt thì nó thành ấy. Gọi là than, tro cũng được mà gọi là xỉ xỉ đất, không gọi là xỉ đất mà xỉ than. À, không gọi xỉ than mà là xỉ đất. Đấy, mình trộn thêm cả đất thịt vào nhá. Trộn thêm cả đất thịt vào, đất màu, đất thịt ở vườn thôi, rất đơn giản. Nghe phân gà, cái tỷ lệ nó cũng đều đều, khoảng đất phân gà khoảng 25% thôi. Thế còn lại là đất thì khoảng 30%, thì còn lại là cái đất đất xỉ mà mình đã nung, mình đã đốt vườn, mình đốt cây này. Đốt cây thế là nó cái đất đấy nó đỏ 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 đỏ. Mình nghĩ khả năng là nó tốt, bởi vì là khi đi nung như thế, đốt như thế thì nó diệt hết cái mầm bệnh rồi, thì cỏ dại các thứ. Thế giờ rồi. Mà cộng với là nó tơi xốp. Đấy. Cái giá thể đất của mình thì nó đơn giản thế thôi. Thế bây giờ mình sẽ tiến hành thay chậu nhá. Các bạn xem video, xem cách mình làm.
Đầu tiên mình cắt bỏ cái chậu cũ này các bạn nhá. Hy sinh một tí. Đang lấy con dao rạch thì dễ hơn. Các bạn, cái chậu nó bằng chậu nhựa nên là rất dễ thay chậu. Chúng ta chỉ cần cắt bỏ cái chậu cũ đi. Cắt bỏ cái chậu cũ đi, thế là nó lộ cái bầu này ra, bầu cây này ra. Đấy. Thấy chưa, nó không ảnh hưởng gì đến rễ cả, không bị vỡ bầu không gì cả. Đấy. Đấy, bây giờ mình sẽ tiến hành bê vào thôi. Đấy. Đấy, cũng vỡ đấy. Đây nhá. Wow. Đấy. Chúng ta bê vào, chúng ta để đúng giữa nha các bạn nhá. Để đúng giữa chậu. Để cân đúng giữa chậu. Đây mình chỉnh cho cây nó thẳng. Đấy. Đấy. Cho nó cây nó thẳng đứng lên chưa? Đấy. Bầu nó vẫn còn nguyên các bạn, bầu nó vẫn còn nguyên, không xê dịch gì cả. Đấy, đây mình quay trực tiếp lại cho các bạn xem nhé. Đây. Đấy nhá. Coi là cái đất của cái chậu cũ là nó không ảnh hưởng gì nhá các bạn nhá. Thấy không? Không bị vỡ, không ảnh hưởng gì. Thế cho nên là làm như thế này thì hầu như là rễ nó không làm sao cả. Rễ nó chả bị làm sao cả. Vẫn nguyên bản luôn. Thế cho nên là thay đất kiểu này là cây vẫn phát triển bình thường. Không có sao cả. Đấy các bạn thấy chưa? Mỗi tội chúng ta phải hy sinh một cái chậu. Hy sinh một cái chậu và cắt vỡ của nó đi. Khi chúng ta cho đất thì chúng ta nhớ là trên chúng ta cho 4 góc 4 chân đã. Thì chúng ta cho đất vào xong nhé. Chúng ta cho đất vào xong rồi chúng ta tiến hành dầm cái khe này nhé, cho nó xuống, đất nó xuống. Khi mà thay đất chậu hoa hồng kiểu này nó không bị ảnh hưởng đến bộ rễ của cây ấy, thì chúng ta không phải cắt.
xong các bạn. Xong nhá. Đã thay chậu xong, rất là nhanh và đơn. Mọi người ơi, thế là sau một lúc khoảng 15 phút thôi là mình đã tiến hành là thay chậu, thay đất xong cho cái cây hoa hồng này của mình nhé. Đấy, bây giờ thành một cái chậu to đường kính khoảng 50. Đấy, hy vọng là cây sẽ có cơ hội để phát triển mạnh hơn nữa và cho nhiều hoa. Thấy chưa? Mọi người có thể tham khảo cái cách mình thay chậu, thay đất này cho cây hoa hồng nhé. Mình thay cái kiểu này là cũng đảm bảo cây không bị ảnh hưởng, không bị trột, không bị làm sao cả. Mà khi chúng ta thay xong nhé, là chúng ta có thể tưới nước thoải mái luôn. Bởi vì là khi mình thay mình không làm gì ảnh hưởng đến bộ rễ của nó cả. Các bạn lưu ý là khi mà chúng ta thay chậu mà nếu mà chúng ta làm ảnh hưởng đến bộ rễ thì bắt buộc chúng ta phải cắt gọn rễ đi, cắt bỏ những cái rễ rườm rà. Mà khi cắt rễ là nhớ ở trên là cũng phải cắt tỉa cành ở trên nhá. Cắt tỉa sạch cành ở trên thì nó mới kết hợp với nhau thì nó mới hợp lý được. Chứ không nếu mà cắt rễ mà để cành là nó sẽ hỏng cây ngay. Đấy chưa? Các bạn nhìn ở ngoài kia mình hoa đấy, hai bên cổng, hoa ngập trời luôn. Đấy. Đây, cái chậu này của mình bây giờ là mình sẽ tưới nước thoải mái luôn các bạn nhé. Tí nữa mình sẽ tưới sũng một lần để cho nó lèn xuống. Thế xong là mình thôi nghỉ không tưới nữa. Đấy. Các bạn xem video nhớ bấm kênh đăng ký và ủng hộ mình nhé. Các bạn có cái cách thức nào hay hoặc là có những cái góp ý tốt hơn cho mình thì comment ở bên phần bình luận. Mình xin cảm ơn rất nhiều và chúc các bạn cuối tuần vui vẻ. Chúc những người yêu hoa hồng có một ngày chủ nhật tuyệt vời để làm hoa, chăm hoa nhé.